Bé gái này chào đời được 6 tiếng và em đang được chuẩn bị chích ngừa viêm gan siêu vi B theo đúng quy trình chuẩn được Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh thiết lập. Em sẽ được bảo vệ 90% khả năng lây truyền viêm gan từ mẹ sang con. Hơn 90% trong gần 40.000 trẻ được sinh ra tại bệnh viện này được bảo vệ khỏi viêm gan virus như vậy trong năm 2016. Quy trình tiêm ngừa viêm gan siêu vi B cho trẻ sau khi sinh, khoa dược cũng phải đáp ứng được là luôn luôn có đủ vaccine để mà tiêm cho trẻ sau khi sinh. Và cái thứ ba nữa là phải có một cái hệ thống giám sát để cái việc mà thực hiện quy trình đó nó đúng theo quy trình chúng ta đặt ra. Gần như 100% thai phụ đến khám thai tại bệnh viện cũng được tầm soát và tư vấn điều trị kịp thời để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm từ mẹ sang con, phát huy tối đa hiệu quả mũi tiêm ngừa sơ sinh. Cái việc mà chúng ta tiêm một mũi tiêm cho trẻ thì để bảo vệ cái tương lai của trẻ, bởi vì nếu mà trẻ mà bị viêm gan siêu vi B, đặc biệt trong cái giai đoạn mà sơ sinh, thì cái nguy cơ mà thành ung thư gan, thành xơ gan nó rất là lớn. Ngoài việc truyền thông và kiểm soát tốt việc tiêm ngừa đủ 3 mũi viêm gan B nhắc lại cho trẻ sau sinh, điều trị sớm viêm gan C trong 12 đến 24 tuần, những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh và tạo thành nguồn lây nhiễm trong cộng đồng cũng được chú ý. Những người mà như có những nguy cơ mà tình dục khi không an toàn trong tình dục, hoặc là những người mà đi chơi qua trường máu, ví dụ như là vấn đề tiêm sử dụng cái bơ kim tiêm chung hoặc tiêm chính ma túy không an toàn v.v. Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra mục tiêu toàn cầu đến năm 2030, 80% người mắc bệnh viêm gan virus được điều trị, giảm 65% ca tử vong, giảm 90% ca nhiễm mới, đồng thời cứu sống 71 triệu người khỏi viêm gan. Liệu Việt Nam có đạt được mục tiêu này? Viêm gan virus B chúng ta đã có vaccine, đối với viêm gan C chúng ta đã có thuốc điều trị như thế, thì cái mục tiêu mà tới 2030 là tiến tới là loại trừ viêm gan virus B, đây là có thể chúng ta làm được.